Chào cả nhà trở lại. Hiểu ý nghĩa cao quý thờ Phật, chọn không gian phù hợp hoàn cảnh, chọn vị Phật hợp tâm ý mình, chọn pháp khí màu vàng, có thể thờ cùng bàn thờ gia tiên. Sau đó, chọn một ngày tâm ta an vui để an vị Phật. Mỗi tháng dâng hoa và trái cây, mỗi ngày chắp tay đảnh lễ chư Phật trước bàn thờ. Khuyến thiện con cháu cùng chắp tay đảnh lễ, nghe kinh sống theo lời dạy trong kinh, nhất tâm niệm Phật, tạo từ trường ngôi nhà của mình thêm hưng vượng an hòa. Thành Phật là tâm an vui tự tại, vì Phật là giác, giác thì không mê, thanh tịnh không nhiễm ô. Sau đây Khải Toàn xin chia sẻ 10 lưu ý khi lập bàn thờ và pháp tu căn bản. 1. Vì sao nên lập bàn thờ Phật? Lập bàn thờ Phật tuy chưa thành Phật nhưng có thể giúp người giảm nghiệp thêm phước, vì ngày ngày huân tập theo lời dạy của Phật. Trong những lời dạy ấy, thập thiện nghiệp đạo kinh là nền tảng thành người thiện. Gần đây Khải Toàn có trình bày về 10 thiện dạy trẻ. Nhà có thêm bàn thờ Phật là duyên lành để con trẻ cùng đảnh lễ. Thờ phụng hay thờ phượng không có đúng sai, hợp lý hợp sự là như pháp. Vì thờ phụng được người xưa truyền lại, mỗi văn hóa vùng miền có những nghi lễ và hình thức khác nhau. Khải Toàn luôn khuyên rằng mỗi gia đình nên có một phòng thờ hoặc một bàn thờ nhỏ, không gian nhỏ cũng được, đặt tượng Phật hay tranh ảnh để cung kính. Điều này vô cùng ý nghĩa. Khi bạn lập gia đình, đủ điều kiện ra ở riêng, dù là nhà thuê hay nhà mua được căn nhà nhỏ, tự mình lập một bàn thờ, tự nhiên bạn cảm thấy mình thật trưởng thành trong tâm thức. Tự nhiên thấy tâm mình hân hoan, bên trong tâm mách bảo mình đã làm một việc rất đúng đắn, hằng mong ước lâu nay. Nhà có bàn thờ Phật là một ngôi nhà ấm cúng, vì cúng mới ấm. Không những thế, bàn thờ là nơi giúp tâm hướng thiện, cầu nguyện sám hối, được chư Phật gia hộ. Có người bảo, tôi tin mình, tôi mạnh mẽ kiên cường, Phật tại tâm, không cần thờ gì cả. Khải Toàn xin thưa, ý nghĩ ấy vừa đủ nhưng thiếu tròn đầy. Bản thân bạn mạnh mẽ đến nhường nào, khi rơi vào hố sâu khổ nạn, bạn cầu ai? Phải chăng cầu trời khẩn Phật? Lại nữa, bạn không có ở nhà, người thân đau khổ, có bàn thờ để họ nhiếp tâm khấn nguyện, vẫn hơn là cầu trong hư không. Nhất là với người sơ phát tâm, một bàn thờ bằng hình tướng vẫn hơn sự tưởng tượng. Và quan trọng không kém, ngày ngày thắp hương khấn nguyện, chư Phật linh ứng. Không phải khi gặp chuyện mới nghĩ tưởng đến Phật. Điều này Khải Toàn đã từng chứng kiến và chia sẻ của nhiều vị gia chủ về sự linh ứng với Phật. Vì thế, trong ngôi nhà có một bàn thờ Phật, dù lớn hay nhỏ, vẫn là một điều rất đặc biệt, giúp tâm ta an, giúp tâm ta theo hạnh Phật, giữ tâm ý lành, làm lành tránh dữ, gần bạn hiền xa bạn ác. Nhất tâm tu sửa, đoạn ác tu thiện. Bàn thờ trong nhà chính là một loại phong thủy tốt, vì nơi ấy nuôi dưỡng tâm từ bi, tâm bố thí, tâm nhẫn nhục của chủ nhà. Pháp vị này không phải ai cũng có thể cảm nhận, chỉ những người đã nếm pháp vị ấy, đã trải qua trong ngôi nhà có một bàn thờ trang nghiêm thanh tịnh mới có thể thấu cảm. Có người bảo, chưa đủ tuổi không nên thờ Phật thờ gia tiên. Phải không? Người nhà nói chưa đủ tuổi thờ Phật. Đây là một quan niệm mê tín, vì không có kinh điển nào ghi chép về tuổi thờ Phật. Thờ Phật là theo hạnh Phật, muốn tâm an, muốn được giác ngộ như Ngài. Đã mong cầu giác ngộ thì không phân tuổi tác. Một số vùng miền có văn hóa thờ gia tiên, phải là trưởng nam hoặc là ngôi nhà chính mới được thờ. Khải Toàn xin thưa, ông bà mình đã tái sinh từ khi nào, nếu chưa siêu thoát, sẽ thường xuyên báo mộng cho một người thân trong gia đình. Mặt khác, nếu ông bà đang ở cõi tạm, khi con cháu cúng kiến mời ông bà về. Về hay không là quyết định của ông bà, không phải của người có bàn thờ mới mời được. Nếu bạn là một người quan trọng, mỗi dịp lễ Tết, nhiều người mời bạn đến dự tiệc. Việc đi hay không là quyết định của bạn, đó chính là ý nghĩa ấy.
Việc thờ gia tiên là để tưởng nhớ, càng không phải khẩn cầu. Con cháu ai tưởng nhớ, có lòng có thể lập một bàn thờ đơn giản với một bài vị nhỏ: trước là tưởng nhớ, sau là noi gương, làm gương và duy trì nét đẹp văn hóa cho con cháu noi theo. Vì thế không phân biệt phải trưởng nam mới thờ, phải đủ tuổi mới được thờ. Việc thờ phụng là văn hóa mỗi vùng, ví như miền Bắc chú trọng bát hương, miền Nam chú trọng tượng Phật, không cố định. Chúng ta thờ phụng bàn thờ Phật hay bàn thờ gia tiên tùy vào hoàn cảnh, được người trong nhà đồng thuận. Bàn thờ trang nghiêm, hợp lý hợp tình là như pháp. Ý nghĩa thờ Phật. Mọi ngành nghề đều có phương trình, học làm người thiện cũng như thế. Kinh Phật là kim chỉ nam, là giáo dục nhân quả, giúp người hướng thiện, có đời sống an vui. Lời thiện trong kinh giúp lưu vào A Lại Gia Thức, cái kho chứa mọi chủng tử, tạng thức ấy chứa thiện nhiều sẽ đi về cõi thiện. Người tâm ý hướng Phật, mỗi tháng đi chùa đôi ba lần, thậm chí mỗi tuần đi viếng chùa vài lần, vẫn không thể nào sánh bằng ngày ngày đứng trước bàn thờ tại gia khấn nguyện. Vì tượng Phật ở chùa hay ở nhà đều như nhau, không có ông Phật ngồi trong ấy. Tượng Phật đại biểu cho đức hạnh của Phật là biểu tượng. Thờ Phật là tôn thờ đức hạnh của các ngài, là thờ cái tâm thanh tịnh của chính chúng ta. Những gia đình người Hoa thường thấy trước cửa có bàn thờ gia tiên, ngay trong phòng khách là một loạt bàn thờ trên cao, thờ Phật, thờ gia tiên, thờ thần, thờ thánh. Sau nhà có bàn thờ ông Táo. Ngụ ý rằng trước, giữa và sau nhà đều có những vị canh giữ, gia hộ dòm ngó. Chúng ta đừng có làm chuyện sai quấy. Đi chùa cầu danh lợi có như pháp. Gần đây một vị gia chủ trẻ khá thành công đến thăm và bảo: em mỗi tuần đi chùa các lần, đi chùa cầu công việc và bình an. Khải Toàn bảo hãy cẩn trọng, cầu tài, cầu danh, cầu lộc, cầu tự, có thể cầu thánh, cầu thần, không nên cầu Phật. Ngài không có quyền năng ấy. Đi chùa viếng Phật hay nhà có bàn thờ Phật giúp tâm hướng điều thiện, phát nguyện sống theo đức hạnh của Ngài, sống theo lời dạy của Ngài qua kinh điển, qua tam tạng thánh giáo, không phải đứng trước tượng Phật cầu khẩn danh lợi. Vì Phật không có quyền năng ấy, Ngài là vị Thầy, công việc của Ngài là giáo hóa chúng sanh, nên được xưng danh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nghĩa là cung kính vị Thầy cao quý giác ngộ đầu tiên. Vì thế trong nhà có bàn thờ Phật, người nhà sống theo hạnh của Phật là một ngôi nhà có phúc khí, được chư Phật Bồ Tát gia hộ. Không gian thờ phụng như thế nào? Chọn một nơi thờ phụng thật không dễ, nhất là diện tích nhà ở thành phố khá khiêm tốn, càng khó chọn hơn khi ở căn hộ. Để Toàn gặp rất nhiều câu hỏi về nơi đặt bàn thờ, chọn tượng pháp khí, nghi thức an vị. Đầu tiên chúng ta xác định lập bàn thờ Phật giúp tâm hướng thiện, bàn thờ trang nghiêm phù hợp không gian, mọi việc còn lại là thứ yếu. Như đặt hướng nào, bàn thờ to nhỏ, pháp khí ra sao, có đủ tuổi để thờ Phật hay không, tất thảy là hình thức. Không gian đặt bàn thờ không cần quá to, một góc nhỏ là được. Nếu đợi có nhà to, có phòng riêng mới thờ, thì có người cả đời đợi mãi vẫn không được. Chư vị chỉ cần những lưu ý khi chọn đặt bàn thờ như sau. Trước, không nên đối diện các loại cửa khí, nên ở nơi yên tĩnh càng tốt, vì thờ Phật là nơi thanh tịnh. Ta có thể khấn nguyện, ngồi thiền, đọc kinh, niệm Phật tại không gian thanh tịnh này. Nếu đối diện cửa khí, gió mạnh sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sự thanh tịnh. Nơi đặt bàn thờ không nên dưới nhà vệ sinh ở tầng trên, và tầng trên cũng không nên có giường ngủ đè lên, điều này giúp giữ sự tôn nghiêm. Tiếp theo, tránh gần nơi ô uế, tránh gần hay sát nhà vệ sinh, thùng rác, vì những nơi này có mùi khó chịu. Tuy nhiên, nếu nhà quá nhỏ, vẫn muốn thờ phụng thì nên dùng vách ngăn hay rèm tách biệt không gian. Tránh đặt bàn thờ tượng Phật trong phòng ngủ, vì phòng ngủ là nơi riêng tư, sự ăn mặc cũng thoải mái, vì thế sẽ thiếu sự tôn nghiêm. Không nên để bàn thờ quá cao,
nên nhìn thấy tượng Phật khi thắp nhang, tránh phải bắt ghế cao khi thắp nhang. Cũng không nên để bàn thờ quá thấp dưới bụng khi đứng, mất vẻ tôn nghiêm. Chư vị có thể thờ chung bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên. Tượng Phật nên có đôn cao hơn một tí so với bài vị. Những gia đình có điều kiện về không gian dành hẳn một tầng trên cùng làm phòng thờ. Điều này chỉ hợp tình khi gia chủ là người có tính tâm, tinh tấn tu tập. Nếu giải đãi lười biếng leo lên tầng trên cao sẽ ít lui tới. Ít lui tới thắp nhang thỉnh chuông khiến không gian phòng thờ thiếu sinh khí. Khải Toàn thường khuyên gia chủ nếu sơ phát tâm nên chọn một vị trí phù hợp dưới tầng trệt đặt một bàn thờ Phật. Vì mỗi ngày ta dễ dàng đảnh lễ Phật, thắp hương dâng hoa cho Phật. Và đặc biệt nhà có con trẻ, khuyến thiện chúng lại Phật, sống theo hạnh Phật. Nếu bảo con nhỏ leo lên tầng trên cùng để lại Phật, chúng sẽ khó lòng vui vẻ làm theo. Vì thế chư vị tùy thuận hoàn cảnh và tư duy. Chọn một không gian thờ, dù là bàn thờ to hay nhỏ, một bức tượng to hay nhỏ, một bức tranh cũng được. Cũng nên làm một cách chỉnh chu trang nghiêm. Không cần phải quá trang trọng hay tượng lớn, hãy tùy thuận hoàn cảnh mình đang có. Cuối cùng khi có được một không gian thờ phụng, ngày ngày nên khấn nguyện, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền. Phải giữ cho không gian thật sạch sẽ và trang nghiêm, cùng tâm thức thanh tịnh. Có như thế, ngôi nhà sẽ ấm cúng, chư Phật Bồ Tát gia hộ. Chọn vị Phật nào để thờ? Chọn vị Phật để thờ phụng không có pháp cố định, không phân biệt độ tuổi, tùy tâm ý và duyên của mỗi người. Cũng có thể giai đoạn đầu, giai đoạn sơ phát tâm thờ vị này, đến giai đoạn sau thờ vị khác. Chọn vị Phật nào để thờ tùy vào sự phát tâm của chư vị trong giai đoạn hiện tại. Mỗi giai đoạn sự khai ngộ của chúng ta khác nhau, vì công phu tu tập mỗi lúc một tiến bộ. Hãy toàn xin chư vị lưu ý, nên thỉnh tượng mới. Nếu là tượng cũ nên biết rõ nguồn gốc, tránh linh khí có trong tượng cũ không rõ nguồn gốc. Nếu chọn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư vị nên theo hạnh của Ngài ở lại cõi này để giúp chúng sanh. Tuy nhiên, trước khi độ tha, ta phải tự độ chính mình, giúp mình khai ngộ trước khi giúp người. Nếu chọn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, hạnh của Ngài là từ bi. Từ bi bao hàm ý nghĩa rất rộng lớn. Cứu người thoát khổ, giúp người an vui là từ bi. Không thấy lỗi người, không làm người oán là từ bi. Khéo giữ khẩu nghiệp là từ bi. Nếu chọn tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đại biểu cho song pha vào chốn nguy, vào địa ngục để cứu người. Chư vị nên theo hạnh của Ngài, cứu người trong mọi hoàn cảnh. Dù người ấy có trả ơn hay báo oán, ta cũng tâm hoan hỷ với người. Có người thích thờ ba tượng Tây Phương Tam Thánh. Có người chọn tượng Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là Phật của chư Phật. Phương Tây Cực Lạc là cõi tịnh, nơi thượng thiện nhân câu hội, ta không thiện ta không thể về cõi này. Người thờ Phật A-di-đà muốn vãng sanh về cõi tịnh, phải lấy thập thiện làm căn bản, lấy lục độ hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh, lấy câu niệm Phật A-di-đà ngày đêm không gián đoạn, mong Ngài về cõi Phật được làm Phật còn gì an lạc hơn. Tượng Phật là biểu pháp. Tóm lại, chư vị chọn bất kỳ tượng Phật nào để thờ phụng nên phát tâm theo hạnh của vị Phật ấy. Tượng Phật là đại diện, tượng Phật là biểu pháp, không có Phật ngồi trong tượng Phật. Để đến bờ giác ngộ, sống theo hạnh của vị Phật mình thờ phụng, chư vị cần công phu tu học, không thể tự chốc lát được giác ngộ như các ngài. Công phu tu học qua Tam Tạng Thánh Giáo, học và nghiên cứu kinh, tư duy theo lời dạy trong kinh sẽ đến bờ giác. Chọn một vị Phật để thờ là biểu pháp, công năng thật sự của chúng sinh ta là phát nguyện thành Phật. Thành Phật là tâm giác ngộ, giác thì không mê, chánh thì không tà, tịnh thì không nhiễm ô. Bàn thờ tượng Phật lời kinh tất thảy là tăng thượng duyên. Nghe giảng kinh người thiện, làm theo lời kinh là sở duyên duyên. Chư vị có con trẻ, muốn thêm duyên thiện cho chúng,
hãy nghe bài 10 thiện dạy trẻ Khải Toàn đã biên soạn giúp cha mẹ kết duyên lành cho chúng, kết duyên lành Phật Pháp với chúng. Người sơ phát tâm hãy chọn cho mình một vị Phật, ngày ngày niệm thiện Pháp, tư duy quán xét thiện Pháp, sẽ có phong thủy tốt. Vì từ trường của người thiện có hào quang do chư Phật gia hộ. Pháp khí bàn thờ Phật khác với thờ thần thờ gia tiên, cần sự trang trọng. Trên bàn thờ Phật có những gì? Thiên Bộ Thần nói về chư Phật, các vị Phật Bồ Tát, ví dụ Phật Thích Ca, Phật Quán Thế Bồ Tát, Phật A Di Đà. Chọn pháp khí bằng đồng là thích hợp, có thể chọn đồ màu vàng kim hoặc trắng. Bát nhang, bình hoa, ly tách cũng như thế. Những pháp khí cơ bản trên bàn thờ Phật gồm một bát nhang, một cặp đèn, ba chùm nước, bình hoa, dĩa trái cây. Mỗi bên có thể hai tùy không gian bàn thờ. Ngoài hai cặp đèn hai bên có thể thêm ánh sáng cho cả không gian bàn thờ, kèm thêm đèn hào quang, đèn phía sau tượng Phật và cả một cặp đèn cầy, tức là nến. Về mặt ý nghĩa, đèn đại diện cho trí tuệ, đèn cầy đại diện cho xả thân mình cứu độ chúng sanh, vì nến đốt mới sáng phát ánh sáng ra. Nước đại diện cho thanh tịnh, an lành, hoa đại diện cho vô thường, vạn vật luôn biến chuyển sinh diệt. Và trái cây dân cúng Phật đại diện cho nhân quả, mọi sự việc trong đời từ nhân rồi thành quả, nhân thiện sẽ gặp quả thiện. Ngoài những pháp khí trên, có thể thêm một chiếc chuông, chiếc mõ, âm thanh của chuông mõ đại diện cho tỉnh thức. Lập bàn thờ Phật và gia tiên. Các phần trước Khải Toàn chia sẻ lập bàn thờ Phật, phần này bổ sung bàn thờ gia tiên nếu chư vị chưa có. Tùy văn hóa mỗi vùng, chư vị mở lòng thờ gia tiên trước để tưởng nhớ họ, nhắc nhở con cháu về cội nguồn. Đừng vì e sợ không dám thờ, đừng nặng tâm lý vì mình không phải con trưởng, mình chưa đủ tuổi. Thời nay con cháu đều ở riêng và sống xa nhau. Mỗi gia đình có thờ ông bà, cha mẹ đã mất là nét đẹp văn hóa người Việt. Để tưởng nhớ họ, mỗi dịp dỗ cúng kiến, mình khấn nguyện và mời gia tiên về ăn bữa cơm. Họ có về hay không là quyền quyết định của họ, của ông bà cha mẹ, không phải con trưởng mới mời được họ. Trong cuộc sống thường ngày, gia đình giữ đạo, sống thiện lành, dù là con trưởng hay con thứ, ông bà đều phù hộ. Mỗi gia đình sống riêng, có bàn thờ gia tiên trong nhà, sau này con cháu chúng ta y theo văn hóa đẹp ấy. Giữ lễ nghi thờ phụng, không nhất định phải là người con lớn mới được thờ. Bàn thờ gia tiên cũng gần như bàn thờ Phật, có một cặp đèn cây, ba chung nước, một bình hoa, dĩa trái cây, bát nhang, nên chọn đồ gốm sứ. Về ảnh thờ, có gia đình thích chọn ảnh to, có nhà chọn ảnh nhỏ, có nhà không chọn ảnh, chỉ để bài vị ghi một câu cũ huyền thất tổ. Tất cả đều như pháp. Nếu để ảnh quá to, bàn thờ ngay phòng khách, không khéo làm cho con cháu và khách mời đến thăm ái ngại. Việc này tùy tâm ý mỗi người. Thờ Phật và gia tiên, thờ chung hay thờ riêng? Đặt một bàn thờ chung hay hai bàn thờ treo thì ra sao? Sao cho đúng pháp? Khải Toàn xin thưa, không có pháp cố định, tùy hoàn cảnh nhân duyên. Về không gian, nếu không gian thờ đủ to, nhà cửa rộng rãi đủ chỗ, có thể tách biệt hai bàn thờ. Nhìn từ bên ngoài vào, bên phải là bàn thờ Phật, bên trái là gia tiên. Nếu chung một bàn thờ, vẫn từ ngoài nhìn vào, khu vực bàn thờ Phật nằm bên phải, gia tiên nằm bên trái. Nhưng lưu ý, có đôn cao hơn cho tượng Phật cao hơn so với bài vị của gia tiên. Mặt khác cũng có thể, tầng trên là bàn thờ Phật, tầng thấp hơn là bàn thờ gia tiên. Điều này áp dụng cho cả bàn thờ treo tường. Nhất là căn hộ, không gian hạn chế, thường dùng bàn thờ treo tường. Khi dùng bàn thờ treo tường nên lưu ý, không nên treo quá cao. Khi đứng thấp nhang nên nhìn thấy tượng Phật, thấy mặt Phật. Cũng không nên quá thấp dưới ngực mình. Chúng ta có bàn thờ to, bàn thờ nhỏ, bàn thờ treo và cả bàn thờ Phật đặt dưới thấp. Phù hợp cho không gian riêng tư nhỏ, kết hợp ngồi thiền đọc kinh niệm Phật. Khải Toàn xin chư vị lưu ý, khi đặt bàn thờ đặt thấp, không nên dưới ngực lúc mà mình ngồi. Bàn thờ loại này phù hợp cho nhà có không gian nhỏ, muốn tìm một không gian để tu tập mỗi ngày.
Bàn thờ loại này là bàn thờ tối giản, chỉ cần một tượng Phật, một chiếc chuông, một chiếc mõ, thêm ánh sáng là đủ. Lập bàn thờ Phật và gia tiên như thế nào cho đúng, tùy vào hoàn cảnh chư vị. Về không gian như thế nào và mong muốn ra sao, điều kiện kinh tế cũng như thế. Nhất là có được sự đồng thuận của những người sống trong nhà hay không, đó là thứ quý nhất. Nhà có bàn thờ Phật giúp không gian sống ấm cúng, tâm người thờ hướng đến sự giác ngộ, sống theo hạnh của Phật. Vì thế, chọn tượng Phật gì, pháp khí ra sao, bàn thờ lớn nhỏ đều là hình tướng. Nghi thức lập bàn thờ Phật và an vị tuy đơn giản nhưng trang trọng, không được qua loa. Khải Toàn xin chư vị lưu tâm, tượng Phật và pháp khí là hình tướng. Không gian lớn bé, bàn thờ chung có cả Phật và gia tiên bao nhiêu bát nhang cũng như thế. Miền Bắc chú trọng bát nhang, miền Nam chú trọng tượng Phật. Chính yếu là tâm chư vị chân thành, nơi thờ trang nghiêm, ngày ngày hành trì kinh điển. Khi thỉnh tượng Phật về, nếu có điều kiện nên gửi tại một ngôi chùa để gia trì xá tịnh. Đây là một nghi thức giúp tượng thêm năng lượng lành. Chư vị nên thỉnh tượng Phật mới là tốt nhất. Nếu là tượng cũ nên biết rõ nguồn gốc như thế nào, ai đã thờ, tránh linh khí không tốt có trong tượng không rõ nguồn gốc. Chúng ta chọn một ngày hành âm để an vị tượng Phật, tức vào các ngày Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Có thể chọn mùng 1 hoặc ngày rằm cũng được. Những ngày trước đó đã bài trí bàn thờ đủ pháp khí và trang nghiêm. Hôm an vị bàn thờ nên có hoa tươi, trái cây, nến và nước mới. Khi dân sính lễ cúng Phật chỉ nên có hoa và trái cây là đủ, có thể thêm bánh ngọt, vì sính lễ là biểu pháp. Trước tiên tắm rửa thân, tâm hoan hỷ vui vẻ, trang phục chỉnh chu trong buổi thắp nhang an vị bàn thờ Phật. Văn khấn an vị bàn thờ Phật, Khải Toàn khuyến nghị chư vị đặt trọn tâm lành của mình vào khi khấn, chư Phật sẽ gia hộ. Lễ nghi và hành trì bàn thờ Phật. Ngôi nhà có một phòng thờ hay một góc thờ Phật nhỏ mang ý nghĩa rất đặc biệt. Càng ý nghĩa hơn khi gia chủ ngày ngày đảnh lễ chư Phật. Đó chính là ngôi nhà có phong thủy tốt, do chính gia chủ vun đắp từ tâm ý lành. Khi chúng ta chắp tay cúi đầu cung kính một ai đó, hành động này gọi là hiệp thập. Một hành động cung kính người, chắp tay hạ mình cúi chào, giảm đi cái ngã của mình, dù người ấy lớn hay bé. Người hạ được chấp ngã là người tu pháp nhẫn nhục ba la mật, một pháp môn trong lục độ hạnh Bồ Tát. Chắp tay cúi đầu cung kính đảnh lễ chư Phật Bồ Tát còn vi diệu hơn. Chắp ngã hạ xuống, tâm cung kính hạnh chư Phật, miệng niệm hồng danh chư Phật. Một hành động thu nhiếp ba nghiệp thân miệng ý. Hành là làm, trì là giữ, mỗi ngày ít nhất một lần đến bàn Phật, chắp tay đảnh lễ Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu có chuông mõ nên thỉnh ba hồi chuông mõ. Âm thanh này không chỉ hóa sát không gian sống, còn có thể giúp từ trường trong ngôi nhà thêm sinh khí, giúp tâm tỉnh thức, nhắc nhở ta lìa ác tu thiện. Người tinh tấn hơn dành một thời khóa nhất định, có thể trì chú, đọc tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, niệm Phật. Ngày ngày như thế không gián đoạn là hành trì. Về lễ nghi bàn thờ Phật, những ngày rằm hay mùng 1 hay những ngày Phật sự, chúng ta có thể dâng hoa trái cây, đốt nến, thay nước mới, cúng đồ ăn chay, giúp không gian sống trang nghiêm, thanh tịnh, từ trường sẽ hưng vượng, tâm ta sẽ hoan hỷ. Lễ nghi thờ Phật phong phú đa dạng, tùy tâm ý chư vị, tùy chư vị thờ vị Phật nào, theo hạnh của Ngài, có những bài kinh hạnh của vị Phật Bồ Tát ấy. Sính lễ là hình thức, lễ nghi cũng là hình thức, tâm chân thành của chư vị là nhất. Và nhất định hành trì miên mật không gián đoạn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia hộ. Pháp môn niệm Phật. Bước đầu sơ học, phát tâm đi chùa, ngồi thiền, niệm chú, đọc kinh, nghe pháp thoại. Tất thảy là phương pháp giúp tâm đôi phần thanh tịnh. Người học sơ phát tâm tu sửa tâm tánh,
Trong nhà có thêm bàn thờ Phật là phương tiện nhiếp tâm, nhắc nhở mình tu sửa ba nghiệp thân miệng ý, không tạo nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, mọi ngành thế gian đều cần phương trình, phương pháp, muốn tu học theo hạnh Phật, muốn giác ngộ cũng như thế. Ban đầu đọc kinh, đi chùa, ngồi thiền, niệm chú, nghe pháp. Về sau nên tự quán xét lại sau bao nhiêu tháng năm tu sửa, mình có tiến bộ hay chưa, tiến bộ được bao nhiêu phần, phiền não có giảm nhẹ hay không, có cần thay đổi phương pháp và thời gian hành trì để khai ngộ. Chư vị nên biết, những pháp môn trên thật khó để người hạ căn chúng ta khai ngộ, lìa khổ được vui. Bản thân Khải Toàn đã trải qua những năm tháng ấy, từ người gặp khổ nạn, tìm đến thiền định và pháp Phật như một liều thuốc an tâm tạm thời, nhưng rất lâu tiến bộ. Vì sao? Vì tâm chúng ta quá đổi sao động, mê mờ, dễ bị cám dỗ. Những chủng tử bất thiện chứa quá nhiều trong a lại gia thức, và cơm áo gạo tiền gia đạo chiếm hết tâm trí. Người hạ căn chúng ta nghe 10 nghe 100 chỉ nhớ 1, thật không thể nào giác ngộ khi ngồi thiền, trì chú, đi chùa, đọc kinh. Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy: người thời nay tham thiền niệm chú không linh, tu thiền rất khó đạt đến sơ thiền, huống chi đến quả vị nhị tam tứ thiền. Pháp môn Mật Tông lại còn khó hơn gấp vạn lần. Mật Tông dành cho người thượng căn, nghe một, hiểu trăm ngàn, buông xuống triệt để danh lợi. Lời Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy không khó để tin. Rất dễ tin vì ngày nay không tìm được người tu thiền tu mật thành tựu. Ngài khuyên người tại gia niệm Phật, vì pháp môn này khó tin nhưng dễ hành, hành trì miên mật sẽ thành tựu. Bản thân Khải Toàn không khuyên người quy y, không khuyên người xuất gia, chỉ khuyên người học kinh, nghe chú giải kinh và nhất tâm niệm Phật. Nghe chú giải kinh để tư duy, quán xét, tâm rộng mở, tìm lại Phật tánh, cái tánh vốn có chẳng sanh chẳng diệt. Khi tâm khai ngộ, dễ dàng thâm nhập pháp môn niệm Phật. Tịnh Độ Tông lấy ba bộ kinh làm nền tảng: A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Chư vị nghe giảng, duyên theo lời kinh, nhất tâm niệm Phật. Đây là phương pháp, là hành trang về cõi tịnh. Bốn duyên thành Phật như thế nào? Thân nhân duyên là cái duyên sẵn có trong mỗi chúng sanh. Chúng ta vốn có tánh thiện, tâm vốn thanh tịnh, vốn có Phật tánh. Ngoài thân nhân duyên, ta sẵn một cái duyên khác, đó là tăng thượng duyên. Tượng Phật, kinh điển, bàn thờ là tăng thượng duyên. Đời này được gặp pháp Phật quả là duyên lành. Ta đã có đủ hai duyên, còn lại có thể duyên theo pháp Phật hay không, hay mãi duyên theo thị phi nhân ngã, duyên theo danh lợi. Nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm nghe giảng kinh là phương pháp thành Phật. Nhà có được bàn thờ Phật là có phước duyên, là tăng thượng duyên cho sự tu hành. Trong ta có sẵn Phật tánh là thân nhân duyên, ta duyên theo lời dạy trong kinh, duyên theo câu niệm Phật là sở duyên duyên. Ngày ngày hành trì miên mật không gián đoạn là vô gián duyên, đủ bốn duyên sẽ thành Phật. Trong nhà có bàn thờ Phật, ngày ngày đảnh lễ chư Phật Bồ Tát, gia tăng công đức. Không phân biệt bàn thờ lớn bé, tượng Phật to nhỏ, thậm chí là một góc nhỏ có một tượng Phật nhỏ vẫn có thể giúp ta nhiếp tâm niệm Phật, nhớ nghĩ Phật. Gia tăng năng lượng lành với bốn bước cầu nguyện mỗi sáng. Bàn thờ Phật là phương tiện, hành trì là phương pháp. Giả dụ mỗi sáng Khải Toàn tĩnh tọa thiền định và khấn nguyện. Bốn bước khấn nguyện mất vài phút mang lại năng lượng thật kỳ diệu trong bao năm qua. Bước 1, biết ơn ơn trên. Ơn trên trời đất chư Phật Bồ Tát đã gia hộ. Bước 2, nghĩ đến vạn điều lành cho chúng sanh, nghĩ đến người người được an vui an hòa. Bước 3, mong muốn và phát nguyện đạt được thành tựu giúp thật nhiều người. Bước 4, nghĩ về một ngày tràn đầy tình yêu thương và năng lượng lành. Chư vị thực hiện bốn bước khấn nguyện vào mỗi sáng,
Ví như những nhà khoa học nghiên cứu 30 phút đầu tiên vào mỗi sáng quyết định vận khí cả ngày. Nghĩ thiện sẽ gặp việc thiện, lo sợ buồn chán sẽ gặp điều không may. Người có vận khí kém gặp bao khổ nạn, trước là sám hối trước tượng Phật, trước chư Phật Bồ Tát. Sau là mỗi sáng khấn nguyện, vận khí sẽ mau chóng thay đổi, vì chư Phật Bồ Tát thấu cảm tâm chân thành, ta cầu việc sẽ ứng. Bản thân Hải Toàn đã khảo nghiệm và khuyến thị nhiều người. Có thể niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, nhưng nhất định phải nghe giảng chú giải kinh. Có thể nghiên cứu cả kinh, đây là con đường thích hợp nhất cho người Việt chúng ta. Bởi vì khi đọc tụng kinh Hán Việt, ta không hiểu, thiền thì tâm lại tán loạn. Đi chùa thì tâm ăn được vài mươi phút, thậm chí cộng tu ở chùa sanh thị phi. Nghe pháp thoại quá nhiều thành nghe tạp, không nhớ gì hết. Vì thế, nghe giảng chú giải kinh, một bộ kinh duy nhất trong nhiều năm, là phương tiện thiện xảo cho người Việt chúng ta trên đường Bồ Đề. Thập thiện nghiệp đạo kinh là nền tảng căn bản đến vi tế, phù hợp mỗi căn cơ chúng sanh. Mỗi một lời kinh, vị thầy trí tuệ giảng trăm ngàn ý. Ta thu nhiếp được ý nào hợp với căn cơ vào tạng thất thì tốt. Lâu ngày ta tích lũy nghiệp thu nạp lời lành từ kinh. Tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, chính là phương pháp này. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Khi ta học ở thầy, không chỉ mỗi kỹ năng, ta học cả hành vi của vị ấy. Nếu ta, chính ta là người thầy, hành vi của ta là tấm gương để người noi theo. Ta có thể là người thầy với bất kỳ ai, là người thầy của con cháu, và khi soi gương ta chính là người thầy của ta. Hành vi từ ba nghiệp thân miệng ý sẽ phản ánh con người của hiện tại. Kinh Thập Thiện là phương tiện chỉ dạy 10 nghiệp thông qua mọi hành vi của chúng sinh. Chấp vào pháp Phật cũng là người mê. Có vị chân thành hỏi, vì sao theo Phật rồi mà vẫn còn nghĩ đến phong thủy? Khải Toàn xin thưa, phong thủy là phương tiện như bao ngành nghề khác. Phong thủy là từ trường. Người theo Phật vẫn phải sinh sống làm ăn, vẫn phải mặc áo ăn cơm. Theo Phật là theo hạnh Phật, nhưng vẫn còn phàm phu, chưa thành Phật thì còn chịu sự chi phối bởi âm dương. Từ trường môi trường, chịu sự chi phối bởi nắng mưa, nóng lạnh và nhân quả. Người theo Phật chấp vào pháp Phật là nhất, vẫn về ba cõi tam ác đạo. Vì 84.000 pháp môn quy về tu tâm thanh tịnh, xả bỏ chấp ngã, tùy thuận hoàn cảnh. Vì thế chư vị làm tròn bổn phận hiện tại của mình trong gia đình và xã hội là đúng với lời dạy của Phật. Dành thêm thời khóa nghe giảng kinh, không thấy lỗi thế gian, khéo giữ ba nghiệp thanh tịnh là khéo tu. Dù bất cứ pháp môn nào, hãy tự quán xét xem mình có tiến bộ trên con đường đạo hay chưa. Phiền não đã giảm mấy phần, trí tuệ tăng ra sao, đời sống còn bao khổ nạn. Nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm nghe giảng kinh là phương pháp thành Phật. Nhà có bàn thờ Phật hay không, trong tâm ta có Phật là có phước duyên, là tăng thượng duyên cho sự tu hành. Trong ta có sẵn Phật tánh là thân nhân duyên, ta duyên theo lời dạy kinh điển, tâm duyên theo câu niệm Phật là sở duyên duyên. Ngày ngày hành trì miên mật không gián đoạn là vô gián duyên. Đủ bốn duyên, đủ công phu sẽ thành Phật. Thành Phật là tâm an vui tự tại. Khi lâm chung, Phật tiếp đón vãng sanh, không còn luân hồi sanh tử. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.